Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 19 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố ảnh UAV quân sự Hàn Quốc rời ở nước này. Hãng này nhận định phi cơ đã xâm nhập và giải trời đơn ở Bình Nhưỡng. Hình ảnh được đăng tải cho thấy máy bay không người lái UAV màu trắng bị hư hại một phần. Cho biết nó bị rơi ở quận Hyeongsaesan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng hôm 13 tháng 10 và đã được quân đội nước này thu hồi để khám nghiệm. Trong thông tin đăng tải, hãng KCNA viết, sau quá trình phân tích kỹ thuật, các chuyên gia kết luận đây là UAV hạng nhẹ được dùng cho nhiệm vụ do thám tầm xa, thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Tác chiến UAV của quân đội Hàn Quốc. Nó từng được ra mắt và trưng bày trong ngày thành lập lực lượng này. Dựa trên thời lượng pin và nhiên liệu còn lại, các chuyên gia quốc phòng Triều Tiên nói rằng phi cơ được triển khai khoảng 5 đến 7 ngày trước khi được tìm thấy. KCNA cho hay, xét về hình dạng, thời gian hoạt động ước tính và hộp chứa truyền đơn gắn dưới thân, rất có thể đây là một trong những UAV đã giải truyền đơn khắp trung tâm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng chưa được công bố. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã điều khiển UAV mang truyền đơn hoạt động trên vùng trời Bình Nhưỡng vào ngày 3, 9 và 11 tháng 10. Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, UAV được phát hiện trên bầu trời Bình Nhưỡng là loại cần có bệ phóng đặc biệt, nên dân thường không thể điều khiển chúng, hãng KCNA cảnh báo. Nếu chúng tôi tiếp tục phát hiện Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ, vùng trời và vùng biển của Triều Tiên bằng thiết bị quân sự, đó sẽ được coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng, chống lại chủ quyền của Triều Tiên. Là lời tuyên chiến và một cuộc tấn công đáp trả sẽ được phát động ngay lập tức. Về phần mình, quân đội Hàn Quốc từ chối cho biết, liệu những UAV như vậy có được triển khai hay không? Nếu có, thì do quân đội hay dân thường điều khiển? Seoul giải thích rằng họ không muốn đưa ra bình luận để tránh bị Bình Nhưỡng kéo vào chiến thuật, tạo ra cớ để khiêu khích. Từ cuối tháng 5 năm nay, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Triều Tiên thả bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc để phản ứng vụ các nhà hoạt động Hàn Quốc dùng bóng bay giải truyền đơn, đôi khi là tiền mặt. Gạo hoặc ổ đĩa USB chứa các bộ phận truyền hình sang biên giới. Seoul đáp trả bằng cách nối lại loa tuyên truyền ở biên giới. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho kích nổ mìn, phá hủy nhiều đoạn thuộc tuyến đường Gyeonggui và Donghae nối liền với Hàn Quốc. Các tuyến đường là thành tựu của thời kỳ quan hệ hai bên giảm căng thẳng, trong đó có hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc, khi đó là ông Moon Jae-in. Ngày 17 tháng 10, trong chuyến thăm trụ sở quân đoàn 2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, nước này phá đường nhằm chấm dứt mối quan hệ độc hại với Seoul kéo dài từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, cùng ý tưởng vô lý về tái thống nhất. Ông cũng đồng thời mô tả Hàn Quốc là quốc gia xa lạ, đối đầu. Ngày 18 tháng 10, khi trả lời các nhà báo đến từ những nước thuộc khối BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc Kiev nhắc đến vũ khí hạt nhân là sự khiêu khích và Nga sẽ không để Ukraine sở hữu chúng. Tổng thống Putin nói đây là hành động khiêu khích nguy hiểm. Bất kỳ bước đi nào theo hướng này đều sẽ bị đáp trả tương xứng. Nhà lãnh đạo nước Nga nhấn mạnh, ông không biết Ukraine hiện có đủ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân hay không, song ông cho rằng đây không phải là việc khó khăn trong thời đại hiện nay. Dù vậy, ông Putin nhấn mạnh, Nga có thể theo dõi bất kỳ động thái nào của Ukraine nhằm tiến tới mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân và Kiev sẽ không thể che giấu được điều này. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, Nga sẽ không cho phép việc đó xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào. Tổng thống Putin bình luận về thông tin người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 17 tháng 10. Kể lại nội dung ông trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 9 vừa qua. Tại cuộc trao đổi, ông Zelensky nói với ông Trump, ai đã từ bỏ vũ khí hạt nhân? Tất cả. Không, chỉ Ukraine. Ai đang chiến đấu hôm nay? Ukraine. Hoặc là chúng tôi sẽ có vũ khí hạt nhân để bảo vệ mình, hoặc là phải trở thành một phần của liên minh nào đó. Chúng tôi không biết có liên minh nào hiệu quả như vậy ngoài NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, cuộc chiến không xảy ra ở các nước NATO và mọi người tại đó đều còn sống. Đó là lý do chúng tôi chọn NATO, không phải vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp báo sau đó với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine làm rõ tuyên bố trước đó, khẳng định Ukraine không chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông cho biết, ý của tôi là hiện không có đảm bảo an ninh nào mạnh mẽ hơn cho Ukraine ngoài tư cách thành viên NATO. Trong lịch sử, Ukraine từng thừa hưởng khoảng 1/3 kho vũ khí nguyên tử sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.
Điều đó đã giúp Kiev trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới. Dù vậy, Ukraine không nắm quyền kiểm soát hoạt động của kho vũ khí này, do Nga là bên nắm các mật mã cần thiết để vận hành chúng. Sau đó, vào năm 1994, Kiev đã từ bỏ vũ khí hạt nhân. Gần đây, truyền thông Nga đã đăng tải hình ảnh được chụp từ chiến trường quốc, nơi phát hiện ra những phần còn lại của xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất và đã được nước này cung cấp cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc giao tranh với Nga. Hình ảnh công bố cho thấy chiếc xe tăng đã bị phá hủy và vùi lấp một phần trong khu vực rừng rậm, ẩn mình giữa những hàng cây. Cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự phá hủy có khả năng là do một quả đạn làng vàng trong khi xe tăng được triển khai trên lãnh thổ Nga. Ảnh chụp màn hình từ bản tin của đài truyền hình Nga cho thấy xe tăng bị trúng đạn gần bệ súng, đặc biệt là ở khu vực nạp đạn trước khi bắn. Một đám cháy lớn bùng lên sau vụ va chạm, chứng tỏ có một vụ tấn công vào một bộ phận dễ bị tổn thương của xe tăng. Giải thích hợp lý cho điều này là kho đạn đã bị trúng đạn, gây ra quả cầu lửa cực lớn. Trong khi khoang chứa đạn chính trong Challenger 2 nằm ở phía sau xe tăng và tách biệt với kiếp lái bằng hệ thống bảo vệ, một lượng đạn nhỏ hơn được lưu trữ trong khoang chiến đấu. Những viên đạn này được chứa trong các khoang riêng biệt được trang bị hệ thống chữa cháy. Thiết kế này giúp phân phối đạn xung quanh xe tăng, giảm thiểu nguy cơ xảy ra vụ nổ thảm khốc nếu một khu vực bị phá vỡ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có vẻ như đạn lơ lửng có thể đã bắn trúng một trong những khoang này tại tháp pháo. Tuy nhiên, hình ảnh cũng cho thấy một số bộ phận của tháp pháo dường như vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ. Pháo chính 120mm L-30A1 có rãnh xoắn vẫn còn nguyên vẹn trên mặt đất cùng với một số lớp giáp bảo vệ của tháp pháo. Trái ngược với xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy và nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa trên chiến trường, chiếc xe tăng này mang đến cho quân đội Nga cơ hội thu hồi một số bộ phận nhất định như tháp pháo và một số bộ phận của lớp giáp để phân tích. Có suy đoán rằng một số hệ thống cũng có thể vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù điều đó chưa chắc chắn. Năm 2023, Vương quốc Anh đã cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 như một phần của hỗ trợ quân sự quốc tế để ứng phó với các cuộc tấn công của Nga. Việc chuyển giao này đã được công bố đầu năm, và đến tháng 3 năm 2023, những chiếc xe tăng đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine. Sau khi nhận được vũ khí viện trợ, các nhóm điều khiển Ukraine đã trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt tại Anh để thành thạo cách vận hành những cỗ máy đáng gờm này. Đến mùa hè năm 2023, xe tăng Challenger 2 lần đầu tiên được phát hiện đang hoạt động trên chiến trường Ukraine, tham gia vào cuộc phản công của Kiev chống lại các vị trí của Nga. Báo cáo đầu tiên được xác nhận về một chiếc Challenger 2 bị phá hủy ở Ukraine xuất hiện vào tháng 9 năm 2023. Sự cố này đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về một chiếc Challenger 2 bị phá hủy trong chiến đấu. Theo nhiều báo cáo khác nhau, xe tăng Challenger 2 được cung cấp cho Ukraine vào năm 2023, đã được chuyển giao theo cấu hình đã được sửa đổi, khác với phiên bản mà lực lượng vũ trang Anh sử dụng. Trong khi xe tăng vẫn giữ nguyên các tính năng cốt lõi của chúng, chẳng hạn như pháo nòng xoắn L-30A1 120mm và giáp hạng nặng. Tuy nhiên, một số hệ thống bảo vệ và chiến đấu tiên tiến đã không được đưa vào. Đáng chú ý, những chiếc xe tăng này không có hệ thống bảo vệ chủ động APS, một thành phần quan trọng trong phiên bản của Anh giúp chống lại tên lửa và đạn pháo chống tăng. Ngoài ra, các phiên bản xe tăng Challenger 2 của Ukraine được Anh cung cấp được cho là không có một số hệ thống quản lý chiến trường tinh vi nhất, giúp tăng cường khả năng phối hợp và giao tiếp trong khi chiến đấu. Ngoài ra, một số hệ thống nhìn đêm và hồng ngoại mới nhất mà quân đội Anh sử dụng cũng bị loại bỏ. Những thiếu sót này là một phần trong động thái chiến lược của Anh nhằm hạn chế nguy cơ công nghệ quân sự tiên tiến nhất của họ rơi vào tay đối phương nếu xe tăng bị bắt hoặc bị phá hủy. Xe tăng Challenger 2 được biết đến là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất và được bọc thép dày nhất trên thế giới, được phát triển bởi công ty Vickers Defence Systems của Anh. Ngày 18 tháng 10, hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, nước này hiện phải đối mặt với việc ô nhiễm bởi hàng trăm nghìn quả bom, mìn, gây nguy hiểm cho người dân và khó khăn trong việc khôi phục cuộc sống. Theo Phó Thủ tướng Svyrydenko, chính quyền Kiev đang làm mọi cách có thể để rà phá bò mìn và các vật liệu nổ khác còn sót lại sau xung đột trên lãnh thổ của mình, nhưng cần sự hỗ trợ của các đối tác. Phát biểu trên của bà Svyrydenko được đưa ra tại một hội nghị quốc tế về rà phá bò mìn ở thành phố Lausanne của Thụy Sĩ. Hội nghị quy tụ đại diện từ khoảng 50 quốc gia, cũng như các tổ chức rà phá bò mìn, các nhà khoa học và các công ty sản xuất thiết bị rà phá bò mìn. Trong phát biểu của mình, bà Svyrydenko nhấn mạnh rằng
nhiều khu vực rộng lớn của Ukraine hiện đang bị ô nhiễm bởi hàng trăm nghìn quả mìn, bom chùm và các vật liệu chưa nổ do quân đội Nga và Ukraine để lại. Tình hình này đã tạo ra một môi trường nguy hiểm cho người dân và gây khó khăn trong việc khôi phục cuộc sống bình thường. Phó Thủ tướng thông báo Ukraine đã khai hoang được khoảng 35.000 km vuông đất, phần lớn bằng máy móc tự chế, nhằm giúp người dân có thể quay trở lại sinh sống và khôi phục hoạt động canh tác. Đây là một nhiệm vụ quan trọng bởi hàng triệu người trên thế giới phụ thuộc vào lúa mì từ Ukraine. Đại diện từ Bộ Ngoại giao Đức Peter Reuss cho biết Berlin đã cam kết đóng góp khoảng 20 triệu euro, tương đương 21,7 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho nỗ lực ra phá bom mìn ở Ukraine. Ông Reuss hy vọng hội nghị này sẽ tạo ra những hiểu biết mới về cách thức ra phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật tại hội nghị, với nhiều ứng dụng tiềm năng trong việc phát hiện vị trí của các quả mìn. Ukraine hiện được Liên Hợp Quốc xác nhận là quốc gia có nhiều mìn nhất thế giới, với hơn 1.000 nạn nhân do bom mìn và vật liệu chưa nổ kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trong số đó, khoảng 300 người đã mất đi cơ hội sống. Các khu vực bị ô nhiễm bởi mìn trải dài rộng hơn cả Hy Lạp và bao gồm cả vùng biển có mìn, ngư lôi, tạo ra một mối nguy hiểm lớn cho cuộc sống và an ninh của người dân. Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, chỉ có 10% diện tích thực sự bị ô nhiễm, nhưng toàn bộ lãnh thổ Ukraine cần được rà phá và tìm kiếm. Người đứng đầu cơ quan rà phá bom mìn quốc gia Ukraine, Ruslan Berehulia nhấn mạnh rằng những rủi ro này đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của hơn 6 triệu người dân Ukraine. Có những yếu tố đặc biệt ở Ukraine khiến tình hình trở nên khác biệt so với các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi bom mìn. Đại diện của tổ chức Handicap International Gary Thum cho biết mìn ở Ukraine được đặt với mật độ dày đặc hơn so với hầu hết các quốc gia khác. Ngoài ra, các công nghệ mới hiện nay cho phép mìn được kích hoạt bởi sự thay đổi trong từ trường hoặc rung động trong lòng đất, làm cho việc rà phá trở nên phức tạp hơn. Đại diện của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Ukraine, Jaco Selier đã chỉ ra rằng bom, mìn không chỉ ảnh hưởng đến nông dân mà còn làm cho các nhà máy điện bị hư hại vẫn không thể hoạt động, khiến người dân phải tiếp tục rời bỏ nhà cửa do mối đe dọa từ bom mìn. Tình hình này đã dẫn đến một phần nền kinh tế của Ukraine bị tê liệt. Tại các khu vực tuyến đầu, quân đội Ukraine đang chịu trách nhiệm chính trong việc rà phá bom mìn, trong khi cơ quan rà phá bom mìn quốc gia phụ trách cơ sở hạ tầng. Với tình hình khẩn cấp như hiện nay, sự hỗ trợ quốc tế trong công tác rà phá bom mìn là vô cùng cần thiết để Ukraine có thể khôi phục an ninh và ổn định cuộc sống cho người dân.